Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 26 tháng 2 năm Quý Mão. Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết cùng với đài trình IPC TV. Mở đầu, mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Những ngày cuối tuần này tại khu vực Lido Sài Gòn, trong ngày Chủ nhật hôm nay trời có nắng và mây đang xen vào ban ngày. Đêm ngày hôm nay trời có nhiều mây mù. Nhiệt độ không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua, với nhiệt độ cao nhất thời tiết ấm áp lên đến 70 độ vào ban ngày, giảm xuống vào khoảng 53 độ cho buổi tối ngày hôm nay. Bình minh sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 20 phút sáng, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 23 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình thay đổi từ 66% vào ban ngày tăng lên đến 83% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này với cường độ 10 dặm một giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày, thay đổi từ hướng nam cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 6 dặm một giờ. Và chỉ số tia cực tím đạt ở mức vào khoảng 9 trên 10. Bước sang ngày mai, ngày thứ hai đầu tuần tại khu vực Lido Sài Gòn, nhiệt giảm nhẹ, trời sẽ lạnh. Cả sáng ngày mai trời có mây, trưa ngày mai trời có nắng và tối ngày mai trời có mây mù. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 66 độ cho ban ngày, 53 độ cho ban đêm. Sức gió trong ngày mai thay đổi từ 7 tới 11 dặm một giờ từ hướng nam vào ban ngày, nam đông nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 19 phút. Vẫn như thường lệ, sau đây sẽ là thời tiết ngày Chủ nhật ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và vô lượng an lạc.